Hay, thời của bắp bánh chậu của chú anh chị và của các bạn gần xa trên mọi miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cây thang này, tiếp tục một cây thang, nó rất hữu ích là cho nhà vườn nha cả nhà. Nhà vườn là mình phải dùng cây thang này là rất tiện lợi nha. Thì muốn biết cây thang này như thế nào thì mình cũng mời cả nhà và các bạn theo dõi và xem mình làm như thế nào nha, để biết cây thang có hay hay là hữu ích gì không nha. Mà cả nhà xem video mình thấy có hay và hữu ích, nhớ đăng ký cho mình một like để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi mình sẽ mời cả nhà xem. Rồi cuối video mình sẽ nói về chi tiết cây thang này nha. Thank you.
Cái nhà mình đã làm hoàn thiện một cái cây thang xếp gần cả nhà. Cái này là một cái thang xếp 3 chân nha. Đây mình có 3 chân nè. Đây là chiều cao nó cũng là 1m8 nha cả nhà. Chứ mình không có làm 2m. Thì cái thang này mình nói từ đầu cả nhà đó, rất tiện cho bên nhà vườn nha cả nhà. Ví dụ như nhà vườn mình đem vô nhà vườn á, một là mình bắt mình xếp cái cây này lại, mình gác lại vô cây, hoặc hai là mình bỏ vô những cái cây mà nó chỗ hẹp á cả nhà. Thì những cái chỗ hẹp á mình đưa bốn chân vô không có được, nên mình chế một cái thang ba chân nha. Đó. Nhà xem như thế nào nha. Đây, nhà thấy rất là gọn và tiện nha. Mình quay sơ cho cả nhà xem cho nó kỹ nha cả nhà. Rồi các bạn nào có làm được thì làm nha. Cũng rất dễ làm, chứ nó không khó. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái chi tiết cái thang xếp 3 chân này làm như thế nào để cho nó vững và nó an toàn hơn cả nhà. Thì ở đây là mình xài sắt ống nha. Cái này là sắt ống phi 27 dày 1 ly 2 nha. Cái này là ống 27 dày 1 ly 2, dày 1 ly 2. Đó. Còn những cái nấc thang này nè. Những cái nấc thang này á, thì mình xài ống 21 cũng 1 ly 2 luôn nha cả nhà. Ở đây thì là mình đã có bốn nấc thang, giả trên đó là năm mặt bằng một cái bàn. Thì cái bàn ở trên này mình làm là một cái bàn vuông nha cả nhà. Cho nó nghe. Đây là một bàn vuông. Thì bàn vuông này từ đây qua đây. Đó là 25 24 chứ, này là 24. Lọt lòng trong. 24 phủ bìa. Đây gì này cũng 24 luôn. Đó. Thì cái cây chổi đứng góc chữ A này thì mình xài cây hộp ba vuông để nó sẽ vững chắc hơn nha cả nhà. Nếu mình xài ống 27 này thì nó rất là mềm, yếu, nó không đến nỗi mà nó sẽ gãy hay là hư gì, nhưng mà nó lên mình lên cái độ cao cái nó hơi bị rung á, nên mình xài dùng cái cây này cho nó đảm bảo. Rồi tiếp theo là cái dưới này mình có chế một cái miếng la. Miếng la này dài 2 ly. À, da la 15. Thì ở đây mình không có la 20 nên mình xài la 15 nha cả nhà. Đó, ở đây là mình hàn một cái bát phan có lỗ. Xài ốc 6 ly. Đây là một cái bát ốc 6 ly luôn. Thì cái chỗ này là mình xài cái lắt léo này như vậy là không bao giờ mà nó vụt mất ra được nha cả nhà. Như thang 4 chân thì mình chế vẫn cái này vẫn được. Chứ không có gì nha. Thì đây nó tiện nhất là khi mình nè, nhà thấy mình xếp lại là nó sẽ đưa vô. Đó. Đưa vô. Đó. Như vậy nha cả nhà. Đó. Mình kéo ra. Mình kéo ra thì nó sẽ vô cái móc là nó gài lại liền. Vô ra vô vẫn gài được. Vụt ra cái nó vụt cũng không nổi nữa nha cả nhà. Thì mỗi cái nấc thang này thì mình ở đây là mình chia khoảng cách của nó là 3 tấc rưỡi. Còn cái chiều ngang dưới chân này ra là cũng là 60. Đó, thì cái chân cuối cùng ở đây 60 thì cả nhà cứ đo theo mà mình cắt đựng mình âm vô đựng mình mài nhà mà. Rồi mình hàng sẽ mình mài lại nha. Thì chia lên. Đó, trên ngọn trên này thì cho nó lọt lòng là 24 nha. Nha cả nhà. Cái này là 23 chứ. 23. 23 đựng cho nó lọt lòng trong. Một cái này là 20 26 rưỡi, 23 24, đúng rồi, cái này 26 rưỡi. 26 rưỡi chứ 26 gì vẫn được nha cả nhà. Hồi nãy mình nói lộn cái đầu này 24. Rồi. Ở trên rồi ở trên cái mâm này. Thì cái mâm này mình đi là mình xài sắt vuông 14 nha cả nhà. Vuông 14 lần làm mâm. Ở đây là mình làm một cái ống 27. Đó. Một cái ống 27.
21, mình đi ngang đây ống là 21 nha cả nhà. Đừng mình làm một cái khâu này 27 mình để vô đây để làm cái lắc léo của chỗ này. Đừng mình ship ra ship vô cho nó dễ á. Chứ không có xài bát nha. Xài bát nó rất yếu, lâu ngày nó sẽ bứt. Mình có hàng một miếng cặp đây. Đây mình xài hai bên hai khâu chặn luôn. Dạ. Rồi, thì mình đã làm và đã chia sẻ cho cả nhà những chi tiết để làm một cây thang ba chân hữu ích cho nhà vườn ngăn cả nhà. Thì trong gia đình thì cũng được, ngoài vườn thì cũng được luôn, rất là tiện. Rồi, mình cũng kết thúc clip nha cả nhà. Thì mình sẽ test thử cái thang là như thế nào nha. Nhưng mà cái thang này cũng rất là gọn, rất là nhẹ nha cả nhà. Không có nặng nha. Nó nhẹ. Nó sẽ chắc hơn thang nhôm rất là nhiều. Thang nhôm thì nó nhẹ nhưng mà cái độ cứng nó không bằng thang sắt nha cả nhà. Rồi, để mình dựng máy mình sẽ test cái thang này mình treo lên cho cả nhà xem coi nó có cứng không nha. Rồi, nãy giờ mình cũng test cho cả nhà xem cây thang nó như thế nào. Thì cả nhà xem nhớ thấy hữu ích nhớ đăng ký cho mình một like nha. Rồi, mình hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Rồi, ok. Bye bye.